Chào mừng các bạn đã đến với cuộc sống miền quê nha. Hôm nay mình làm món ốc đắng xào sả ớt ăn với cơm trắng ha. Đây là món ốc đắng của chúng ta sau khi đã hoàn thành các bạn. Đấy. Trông rất là hấp dẫn các bạn. Ăn kèm nữa là có cơm, cơm nóng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình. Thì nếu các bạn nào thấy hay á thì nhớ đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Mình chân thành cảm ơn các bạn. Chào các bạn đã trở lại với cuộc sống miền quê. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một món ăn với ốc đắng, đó là món ốc đắng xào sả ớt ha. Đây là những con ốc đắng mà mình mua ở ngoài chợ ngày hôm qua. Mình về mình đã ngâm qua một đêm cho nó sạch các chất sình ở trong con ốc đó các bạn. Thì đã chà rửa xong hết rồi. Giờ mình chỉ cần đi luộc để lấy cái phần ruột ra thôi. Thì để chuẩn bị làm cái món này thì nguyên liệu mình gồm có là ốc đắng nè, đây là sả sả ớt bằm, bột ngọt, đường và một ít nước mắm các bạn. Rồi giờ chúng ta sẽ đi đi vào phần luộc ốc để lấy ra nhé các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bỏ ốc vào luộc nha các bạn. Các bạn cho vào một ít nước thôi. Tại vì con ốc thì nó còn nước trong người nữa các bạn. Nên khi nấu rồi nó sẽ ra, không cần phải bỏ thêm nước nhiều đâu. Trong khi luộc ốc đó, thì các bạn cho vào đây một ít muối. Một xíu bột ngọt thôi các bạn. Rồi giờ chúng ta sẽ để nắp lại chờ ốc chín. Giờ ốc đã chín rồi các bạn. Bây giờ là chúng ta sẽ tiến hành đẩy ốc. Đây là coi cái khâu mà vất vả nhất đây. Giờ chúng ta sẽ lấy ốc nha các bạn. Đây các bạn thấy ốc mập ghê không? Rồi sau thời gian cần cả tiếng đồng hồ lấy ốc các bạn, kết quả là mình được bao nhiêu đây ruột ốc ha. Bây giờ mình sẽ đi tiến hành đem xào sả ớt, mời các bạn cùng theo mình để thực hiện nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đợi cho cái chảo nó nóng rồi chúng ta sẽ cho dầu vào để chúng ta xào sả với ớt cho nó thơm các bạn.
Dầu đã nóng rồi các bạn. Giờ chúng ta sẽ cho sả và ớt, sả ớt bằm vào ha, để xào lên. Bạn xào lên cho nó có mùi thơm, chúng ta sẽ cho ớt vào. Cái hơi bị tối các bạn thông cảm nha. Giờ phần xả ra nó chuyển màu đó các bạn, và nó có mùi thơm, mà giờ chúng ta sẽ cho ốc nãy cũng là vẽ rồi. Các bạn cho con ốc nó săn lại chút xíu, rồi các bạn sẽ cho nước mắm và các gia vị đường một ngọt vào luôn, đợi khoảng chừng 2 phút. Hồi nãy mình cũng quên giới thiệu với các bạn nữa, đang ốc đắng là cái loại ốc cũng có một cái đặc điểm rất là đặc biệt các bạn. Nó là cái loại ốc có thường các bạn biết thì nó đẻ trứng thôi, còn đối với ốc đắng này thì nó là một loài nó đẻ con các bạn, nó đẻ con chứ không có đẻ trứng. Đa số là các loại ốc thì mình thấy thì nó đẻ trứng, còn với ốc đắng này thì nó đẻ con. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho thêm nước mắm vào ha. Nước mắm thì khoảng 1 muỗng rưỡi. Nửa muỗng bột ngọt. 1/4 muỗng đường nha các bạn. Và sau khi cho nước mắm vào thì giờ nó có cái mùi thơm các bạn, mùi thơm của sả với nước mắm bốc lên rồi. Chiều nay thì nhà mình ăn món ốc kho này, ốc xào sả ớt này với canh mùi ngót. Canh mùi ngót thì mình chưa có làm, giờ chỉ mới có làm món ốc này thôi, chút xíu nó mới làm sao. Giờ mình để lửa nhỏ xuống đợi cho nó sắc xuống nha các bạn. Sau khoảng gần 15 phút kho thì bây giờ
của chúng ta đã sắc nước xuống rồi các bạn. Các bạn đợi một xíu nữa rồi để cho nó ráo ráo chút nữa rồi chúng ta sẽ cho thêm khoảng nửa muỗng dầu ăn vào cho con ốc nó có cái độ béo và nó bóng các bạn. Để mình nêm thử một con nó như thế nào. Con ốc nó thấm gia vị rất là ngon các bạn. Cái này mà ăn với cơm nữa thì hết ý luôn. Đây là một món đạm bạc ở miền quê. Bây giờ nó đã ráo các bạn, các bạn cho thêm nửa muỗng cà phê dầu ăn vào ha. Rồi chúng ta sẽ tắt bếp. Rồi như vậy là món ốc xào xá ớt của chúng ta đã hoàn thành đó các bạn. Bây giờ tôi sẽ trình bày ra dĩa. Đây là ốc của chúng ta sau khi đã hoàn thành các bạn. Nhìn rất là hấp dẫn. Trang trí thêm một trái ớt nữa này. Nhà ăn cay thì ăn luôn cái bông ớt này. Là thường mình ăn thôi. Vậy là món chúng ta đã hoàn thành đó các bạn. Đây là dĩa ốc xào xá ớt của chúng ta. Còn thêm một món canh nữa mà mình làm không kịp nên không có trình bày ở đây các bạn.